Hey, what's up guys? Xin chào bạn, mình là Thành Videographer. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách chỉnh màu video bằng CapCut PC. Để chỉnh màu chúng ta sẽ có hai cách. Cách 1 là dùng lút, cách thứ 2 là chỉnh hoàn toàn bằng tay. Thì đầu tiên, cách sử dụng lút, các bạn vào cái tab ở bên trên, bấm vào mũi tên, nếu không thấy cái phần Adjustment Layer, kích vào đây, nó sẽ hiện ra phần Adjustment Layer ở đây, các bạn kích vô. Thì ở trong mục này sẽ có một mục lút, các bạn kích vào đó. Thì nó sẽ có mục Import, thì để bạn nhập cái lút của bạn vào. Ở đây mình sẽ nhập một cái lút có sẵn của mình, được chưa ạ? Sau khi nhập xong thì sẽ hiện ra đây cho các bạn. Thì các bạn giữ chuột và kéo thả xuống timeline. Nó sẽ tự tạo một cái adjustment layer để nó áp cái lút đấy vào trong sổ của các bạn. Chưa? Bạn điều chỉnh cái adjustment layer này cho nó kéo dài hết cái video. Thì cái lút nó chưa phù hợp với định dạng thì mình có thể chỉnh lại. Thì chúng ta sẽ sang phần basic, được chưa ạ? Nó sẽ hiện luôn cho các bạn một cái bảng ở đây. Chúng ta có thể điều chỉnh contrast, tăng độ tương phản này, giảm highlight, giảm shadow này, làm sao cho nó vừa mắt các bạn là được. Ok, thì đây là cách dùng lút. Cách thứ hai là mình chỉnh hoàn toàn bằng tay, thì mình sẽ xóa cái adjustment layer này đi. Ta kích vào cái layer video. Để chỉnh màu bằng tay, các bạn cũng sang tab adjustment layer ở bên tay phải đây, được chưa? Thế nên sẽ có các mục để các bạn chỉnh. Thì bên công cụ của CapCut thì sẽ ít hơn so với Lumetri, mới lại Premiere, và một số mục thì phải mua Pro để các bạn mới chỉnh được. Thì ví dụ có mục Auto Adjust là nó sẽ tự động chỉnh cho các bạn, thì các bạn phải mua Pro thì mới dùng được. Thì ở đây mình sẽ không dùng đấy phần đấy, chưa ạ? Đi xuống cái bảng bên dưới thì cái tab đầu tiên chúng ta sẽ có những cái thông số để chỉnh ở đây, bao gồm nhiệt độ màu, Hue, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpen, Particle, tất cả các thông số cơ bản. Được chưa ạ? Vẫn là bước đầu, chúng ta delock cái file này, thì cái file này file vlog đúng không ạ? Thì nó đang ở dạng lock thì nó sẽ bị nhạt màu và chưa có tương phản và màu sắc. Thì chúng ta sẽ chỉnh bằng các bảng Brightness, Contrast, Highlight, Shadow, Illumination ở dưới này. Đầu tiên mình sẽ chỉnh Contrast, được chưa ạ? Contrast ở đây mình chỉnh max rồi mà mình vẫn cảm thấy nó đuối, thì mình sẽ chỉnh thêm các phần Shadow, được chưa ạ? Highlight, đó, Illumination, tăng độ sáng lên ạ, ok chưa ạ? Tiếp theo chúng ta tăng nhiệt độ màu, ta sẽ tăng Saturation, Max Pink lên là 50, được chưa ạ? Các bạn có thể chỉnh Hue ở đây. Hue này thực ra nó không đúng so với cái tên của nó đặt. Hue này thực chất nó là cái tin, được chưa ạ? Tin ví dụ mình thêm xanh hoặc là thêm hồng. White balance thì đây, mình thêm nhiệt độ nóng hoặc là nhiệt độ lạnh. Ở đây thì mình thấy nó hơi nóng thì mình sẽ trừ 10 ở đây, để cho cái suộc nó mát mẻ hơn một tí. Tiếp theo các phần dưới, ví dụ các bạn muốn cái suộc nó nét hơn thì các bạn bấm Sharpen, tăng cái Sharpen lên, thì cái file này sẽ sắc nét hơn. Faded là tạo lớp phủ giống định dạng phim cũ ngày xưa thì các bạn cũng biết rồi. Particle là thêm hạt để trông cái file của bạn nó trông nó noi noi, nó hạt hạt, giống cũng định dạng phim cũ. Vignette thì các bạn cũng biết rồi, tạo bo tối hoặc là bo sáng. Thì đây là những phần cơ bản, các bạn có thể dùng hoặc không dùng, ok chưa ạ? Ở đây thì mình sẽ đang thấy là độ tương phản của nó vẫn chưa được căng cho lắm. Thì chúng ta sẽ đến tab tiếp theo, đó chính là tab Curve. Tab HSL này mình sẽ chỉ ở phần sau, mình sẽ sang tab Curve trước. Thì Curve cũng có 4 Curve cơ bản giống như các chỉnh màu khác thôi. Thì có Curve chỉnh Brightness ở đây, thì mình muốn nó sắc cái phần shadow hơn và highlight nó sắc nét hơn, thì chúng ta sẽ giữ vào cái chấm ở dưới này, mình kéo lên để làm giảm contrast phần shadow, hoặc kéo xuống về bên này thì nó sẽ sắc cái phần shadow hơn. Khi kéo shadow xuống thì nó sẽ kéo mất cả cái line của curve này xuống, thì đồng thời sửa của ta sẽ tối hơn, thì chúng ta sẽ bù ánh sáng lại ở phần mid-tone là cái phần điểm giữa ở đây. Highlight, ví dụ các bạn muốn giảm highlight cho nó mịn cái phần highlight thì các bạn giữ cái chấm bạn kéo xuống. Bạn muốn sắc hơn thì bạn kéo lên trên. Sắc quá thì mình thấy cháy, mình không cần thiết lắm thì mình chỉ chỉnh nó vừa thôi. Ok chưa ạ? Shadow mình muốn nó sắc nét hơn một tí. Ok. Thì ở phần basic này, chúng ta có thể saturation ở đây nó chỉ có một mục để chỉnh saturation thôi. Và hiện tại mình thấy cái saturation này nó vẫn đang bị nhạt quá, nó chưa đủ độ tươi theo cái ý của mình. Thì đây mình sẽ vào phần adjustment layer ở đây. Mình sẽ tạo một cái adjustment layer bằng cách giữ và kéo. Thì sẽ tạo cho các bạn một cái adjustment layer, tức là một cái lớp phủ trong suốt lên cái video. Thì ở đây mình sẽ tăng tiếp saturation ở trên cái adjustment layer này để cho cái suộc của nó tươi hơn, được chưa ạ? Đó,
Thì bây giờ mình mới cảm thấy cái suộc nó cũng đã vừa tầm mắt của mình. Ví dụ tầm này là mình đã thấy nó hợp lý rồi. Ok, vậy là phần saturation đã xong. Mình lại chuyển sang tab curve. Các tab curve là red, green và blue thì các bạn cũng biết rồi. Thêm và khử màu thì cái này mình sẽ không nói nữa. Bây giờ chúng ta sẽ trở sang cái tab HSL. Thì HSL này là công cụ nó rất là trực quan. Nó sẽ cho các bạn là biến đổi màu này, giảm nhiệt độ, giảm độ tươi màu và tăng độ sáng màu. Rất dễ thôi. Ở đây thì ví dụ màu môi là sẽ nằm trong kênh màu đỏ đây. Ví dụ các bạn giảm saturation thì màu môi nó sẽ nhạt đi, tăng lên màu môi đậm hơn tùy nhu cầu các bạn. Thôi ví dụ muốn màu môi sang màu cam hoặc là màu hồng gì đấy thì môi mình thấy ok, mình cũng không chỉnh. Chủ yếu mình sẽ chỉnh sang màu da thì nó sẽ nằm ở kênh màu cam, được chưa? Màu da, ví dụ da mẫu vàng thì chúng ta sẽ huê cái này sang bên này thì chúng ta sẽ thấy da mẫu trở nên hồng hơn, hoặc ngược lại thì mình sẽ huê cái này một tí cho nó hơi hồng hào thôi. Ok, saturation là tăng độ tươi. Ví dụ bạn muốn nhạt màu cái da đi thì bạn trừ nó đi, hoặc đậm hơn thì bạn tăng lên. Ở đây mình sẽ trừ một xíu cho nó nhạt vừa phải thôi. Và cuối cùng là brightness, tức là tăng độ sáng. Bạn muốn da sáng hơn thì bạn kéo cho tăng nhiệt tình lên. Đó, muốn tối thì dìm nó xuống. Đây mình muốn sáng một tí thì mình kéo brightness lên một tí. Kéo nhiều sẽ bị lỗ. Tiếp theo là kênh màu vàng. Chưa ạ? Kênh màu vàng này sẽ ăn vào màu lá. Đấy, ví dụ bạn muốn lá vàng thì bạn huê cái này sang kênh vàng. Bạn muốn giảm màu độ tươi của lá bạn kéo xuống. Bạn muốn tăng lên thì bạn kéo lên. Rất là easy. Đó, ví dụ mình không cần brightness, muốn tối hay muốn sáng. Thường brightness này sẽ chỉnh màu da thôi, màu lá mình sẽ ít chỉnh. Được chưa ạ? Mình trả lại màu cây đi. Rồi, màu cây tầm này. Màu xanh lá thì cũng sẽ nằm trong một số phần màu cây. Nó chưa kéo hết thì mình sẽ kéo thêm kênh xanh lá, được chưa ạ? Tương tự như vậy. Kênh xanh biển cũng tương tự, nó sẽ ăn vào màu quần một tí này. Đó, thì đây là cách sử dụng của HSL. Và một phần nữa, phần Color Wheel. Color Wheel này thì nó sẽ chỉnh ám màu cho các bạn. Thì nó cũng sẽ giống như bên Lumetri Color hoặc DaVinci Resolve. Tuy nhiên thì nó bắt phải mua Pro thì các bạn mới dùng được, thì coi như cái phần này mình bỏ qua. Chưa? Bây giờ ví dụ các bạn muốn ám màu thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong phần cớp. Ví dụ bạn muốn ám shadow thì bạn sẽ chỉnh cái chấm ở phía bên dưới này. Ví dụ ám shadow màu xanh biển, xanh cyan chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta kéo cớp vào đây. Hoặc ám đỏ, thường sẽ ám cyan một tí thôi. Tiếp theo dùng cái thanh green. Làm shadow một tí green chẳng hạn, hoặc là không thì thôi. Sang blue cũng tương tự như vậy. Được chưa ạ? Đấy là tùy theo cái sở thích, theo cái tone của các bạn. Highlight, ví dụ muốn ám xanh với phần highlight nhiều hơn thì chúng ta kéo cái này. Được chưa ạ? Hoặc là ám vàng highlight. Đó, rất đơn giản. Thì đối với cấp cắt thì các thông số để chỉnh của nó thì cũng khá là ít, cũng không có nhiều. Thì cơ bản đây là cách mà mình chỉnh màu cho cái video trong CapCut. Thì hướng dẫn chỉnh màu video bằng CapCut PC của mình đến đây là kết thúc. Thì các bạn thấy hay thì bấm đăng ký và bấm like để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ lần sau. Bye.